người đàn ông khiếm khuyết đứng 2 tiếng chờ xe nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Mới đây mạng xã hội xôn xao trước sự việc một người đàn ông bị khiếm khuyết cả tay và chân đang đợi đón xe buýt nhưng đều bị các tài xế ngó lơ, khiến nhiều người nghe xong đều cảm thấy vô cùng xót xa. Theo đó, người đàn ông trong đoạn video này chia sẻ rằng mình đã đứng ở đoạn đường này từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, chờ đợi liên tục 2 tiếng đồng hồ để đón chuyến xe buýt chạy tuyến Yên Thành Vinh, nhưng cả 4 lần chuyến xe đều ngó lơ và không dừng lại để đón mình. Dù đã cố gắng ra tín hiệu rằng mình muốn bắt xe nhưng cả 4 tài xế đều ngó lơ và cố tình chạy lướt qua. Khi chứng kiến hoàn cảnh mà người đàn ông này đang gặp phải, ai nấy cũng đều không khỏi xót xa chạnh lòng. Dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc và thắc mắc rằng tại sao các tài xế xe buýt lại có thể ngó lơ một hành khách bị khiếm khuyết như thế. Sau đó, một số người xung quanh vì thấy người đàn ông này phải đợi quá lâu nên đã tiến đến gần để hỏi thăm. Một người dân quân tự vệ ở khu vực đó thấy hoàn cảnh của người đàn ông này nên đã chủ động đón xe buýt và bế lên tận xe buýt. Anh còn tử tế lựa chỗ ngồi cho người này và nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ khi chú cần xuống xe. Quả thật, cuộc sống vẫn luôn hiện hữu những điều tốt đẹp, ý nghĩa xung quanh chúng ta. Hy vọng rằng người trẻ tốt bụng như chàng trai sẽ có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục lan tỏa những điều nhân văn đến cho cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.